Tự lấy máy tính ra nha, đây tôi sẽ hướng dẫn luôn. Thôi để sao share cái đề bài lên đã. Không hướng dẫn lại nữa nhá, bởi vì cái file này đã gửi đến tận tay các bạn rồi. Cho nên là không, chỗ này tôi cũng bỏ cái 570 đi, tôi chỉ còn hướng dẫn với 580 này. Thế còn anh nào có 570 thì cứ mở cái file đấy ra, trong file có hết đấy nhá. Đây, tôi sẽ đi thao tác trên một cái bài cụ thể. Tôi sẽ thao tác trên một cái bài cụ thể. Ví dụ này, khoảng thời gian tính bằng phút của 10 bệnh nhân đợi ở phòng bác sĩ trước khi khám sẽ là 5 phút, 11 phút, 9 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, vân vân. A nhỏ xác định cỡ mẫu. Xác định cỡ mẫu có nghĩa là chỗ này người ta hỏi N bằng bao nhiêu đấy. Được chưa? B nhỏ tính trung bình mẫu. Median mẫu mốt, tôi sẽ bỏ cái median và mốt nhá. Tôi chỉ quan tâm đến cái tính trung bình xem bằng bao nhiêu. Bài này mẫu nhỏ các bạn tính tay được, không cần phải nhập dữ liệu. Nhưng mà tôi sẽ vẫn hướng dẫn các bạn nhập dữ liệu nha. C nhỏ tính phương sai mẫu, độ lệch chuẩn mẫu. D nhỏ thời gian lớn hơn 10 phút được gọi là đợi lâu. Cái này thì không cần phải nhập dữ liệu nhìn được là tính tỷ lệ bệnh nhân không phải đợi lâu. Lớn hơn 10 phút vậy mình xem lớn hơn 10 ở đây là có hai anh đúng không? Một anh là 11 và một anh là 15. Vậy là cái tỷ lệ mà không phải đợi lâu sẽ là 8 trên gì đấy? 8 trên 10, cho nên là cái này thì không cần phải nhập máy rồi, nhìn thấy ngay rồi. Còn lại ba cái trên nhá. Các bạn bảo ôi cái A em nhìn được ngay là có 10 bệnh nhân rồi còn gì nữa. Đương nhiên rồi nhưng mà nó vẫn sẽ lấy được từ trong máy ra với những cái bài khác chẳng hạn, đúng chưa? Trung bình mẫu, cái median mẫu là nó sẽ lấy được từ trong máy đấy. Nhưng mà thôi, ta sẽ chỉ quan tâm đến cái trung bình với phương sai và độ lệch chuẩn. Được chưa? Đây. Tôi sẽ mở cái giả định lên. Được chưa? Đó. Máy tính đây. Bạn nào có 570 nhá thì các bạn mở cái file mà tôi gửi ra, các bạn dùng đọc cái chỗ hướng dẫn 570 ấy. Cái nhập dữ liệu thì như là nó cũng không khác gì đâu, nó cũng cũng tương tự như thế thôi, nó không 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 khác nhiều lắm đâu. Trong cái file hướng dẫn là có đầy đủ hết rồi. Đây tôi sẽ làm thao tác với lại cả 580. Đầu tiên này, các bạn bật tắt cho cô cái chế độ tần số. Bài này không có tần số. Bài này không có tần số nhưng mình luôn luôn để chế độ bật. Mục đích là gì? Vào những cái bài có tần số ấy, mình còn phải nhập thêm cái cột tần số vào. Thế còn nếu nó không có tần số thì cái cột tần số nó tự động cập nhật bằng mục, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Ship này, setup này, chế độ thống kê này, được chưa? Các bạn nhìn thấy chữ frequency này này, các bạn bật on nó lên. Là lát nữa khi mà các bạn vào chế độ là nó sẽ có thêm một cái cột tần số ở bên cạnh. Còn nếu mà bạn không bật nó lên thì nó sẽ có một cột thôi. Được chưa? Chọn 6 là vào chế độ thống kê này, 1 này. Đấy. Có ngôn ngữ tiếng Việt chứ? Có mà, cái máy này là có ngôn ngữ tiếng Việt, có ngôn ngữ tiếng Anh. Chọn chế độ tiếng Việt mà dùng. Không kịp nhìn à? À, anh có máy ở đấy chưa? Anh thao tác trên máy tính của anh ấy. Ừ, thì anh thao tác trên máy tính của anh ấy. Tôi hướng dẫn từng bước rất là rõ ràng còn gì nữa. Anh cứ thế anh thao tác trên máy. Bây giờ anh nhập dữ liệu vào nhá. Cái dữ liệu là chính cái bảng vừa nãy nhá. X bằng 5 này. X bằng 11 này. X bằng 9 này. X bằng 5 này. X bằng 10 này. X bằng 15 này. X bằng 6 này. X bằng 10 này. X bằng 5 này. X bằng 10 này.
Được chưa? Đấy. Các bạn sẽ thấy là nếu mình không đả động gì đến cái thằng frequency này thì nó tự động nó cập nhật là bên này là bằng 1 này. Đúng không? Tức là nó có một phần tử. Thế còn sau này có những bài mình phải nhập cái cột này thì mình nhập. Cho nên cách tốt nhất ở đây là gì? Mình cứ để cái cột này ở đây, nó không bị thừa thiếu gì đâu mà sợ. Được chưa? Đấy, nhập dữ liệu vào nhá, rất là đơn giản nhá. À, sau này sang đến cái biến ngẫu nhiên hai chiều ấy thì nó cũng sẽ có thêm một cái cột y ở đây nữa thôi. Đấy, một bên là x này, một bên là y nữa là xong này, sau đó là mình cũng sẽ có các cái nhập y như thế, đúng chưa? Đấy là mình nhập xong dữ liệu rồi nhá. Anh nào cẩn thận thì kiểm tra lại xem nhập có bị sai không. Cái chuyện mà các bạn nhập sai là chuyện rất bình thường nhá, không vấn đề gì. Ấn tay mình to đúng không? Mình bấm số 6 thì nó cạnh số 5 thì nó lại ra số 5. Nên chuyện nhập sai là chuyện bình thường mà. Cho nên khi các bạn nhập xong nên kiểm tra dữ liệu lại một lần. Được chưa? Nên kiểm tra lại. Chả mất bao nhiêu thời gian nhưng mà nên kiểm tra lại cho nó đúng. Đây, bây giờ mình mới lấy kết quả ra nha. Lấy kết quả thì rất là đơn giản. Với 580 rất là đơn giản. 570 thì các bạn sẽ phải lấy lần lượt từng thứ một, tức là nó sẽ hiện ra bốn cái cho các bạn. Một là n này, hai là x ngang này, ba là sigma và bốn là x sigma 1 thì phải. Hình như họ viết là sigma n trừ 1 thì phải. Thì các bạn sẽ không quan tâm đến cái thứ ba nhé, các bạn quan tâm đến cái thứ bốn thôi. Đây, lấy kết quả thì cái này chỉ cần là AC này. Sau đó các bạn giải này, đúng chưa? Đấy, các bạn chọn 2 này. Chọn 2 này. Nó sẽ ra hết tất cả các dữ liệu cho các bạn. Các bạn nhìn nhá, x ngang bằng 8,6 này. Sigma x cũng có luôn này, sigma x bình cũng có luôn này. Cái anh đây là tổng x, cái này là sigma bình phương x, tức là phương sai của x nó cũng tính cho mình luôn. Đúng không? Cái này là phương sai của tổng thể. Nhưng nhớ là mình không quan tâm đến phương sai của tổng thể. Phương sai của tổng thể đề bài sẽ cho nên mình sẽ không lấy ở đây. Được chưa? Cái này là máy nó dự đoán thôi. Tức là nó dự đoán là với cái dữ liệu như thế thì phương sai của tổng thể nó sẽ xấp xỉ khoảng đấy. Đúng không? Nhưng mình sẽ không lấy cái đó nha, mà mình lấy là lấy cái S ở dưới này này. S bình phương đây này, là phương sai mẫu đây này. Được chưa? Đấy, phương sai mẫu của mình là bằng 10,9333. Các bạn lấy 4 số sau dấu phẩy. Và cái quy tắc làm tròn y như bình thường. Tức là cái số đằng sau là số 3 thì mình sẽ bỏ nó đi. Còn nếu nó là số 6 trở lên, số 5 trở lên thì mình sẽ làm lớn cái số đằng trước lên. Được chưa? Còn đây là phương sai này, SX này. Đấy. SX ở đây sẽ bằng là 3,3066. Đúng chưa? Đấy. Và các bạn cũng nhìn thấy luôn cái N này. Đấy. Nhỏ nhất là giá trị 5 này. Tức là cái người đợi nhỏ nhất là 5 này. Đây này, các bạn cũng sẽ nhìn thấy luôn cái median các thứ luôn này này. Tức là có hết tất cả các giá trị ở đây nhá, chứ không phải là không có. Tuy nhiên là mình quan tâm đến cái gì thì mình lấy cái đó, đúng không? Giá trị lớn nhất ở đây là 15 này. Đấy. Được chưa? Thì cái 580 này nó nhanh ở cái chỗ đấy. Còn các bạn nào mà 570 ấy, các bạn cứ đọc cái file hướng dẫn này đi. Các bạn sẽ thấy là các bạn nhập dữ liệu vào, sau đó là các bạn phải lấy từng thứ ra một. Được chưa? Có 4 thứ thôi nhá. Trong cái máy 570 đấy là chỉ có 4 cái có thể lấy ra được. Đấy là N này, đấy là SX này, đấy là phương sai này. Được chưa? Và cái x ngang này, 4 cái các bạn sẽ lấy ra được. Còn nó máy này là người ta sẽ tính hết cho mình luôn. Người ta biết là mình cần gì thì là người ta sẽ lấy được luôn. Anh Hoàng Anh bấm được chưa? Đấy, bấm dễ mà, không vấn đề gì đâu. Chưa? Đấy. Tức là tất cả các cái dữ liệu này các bạn lấy được ở trong máy hết nhá. N bằng 10. Trung bình mẫu vừa nãy ở đây là mình tính ra x ngang là bằng 8,6 nhỉ, đúng không?
6,6. Muốn lấy những cái còn lại thì em vẫn bấm y như như cái đầu tiên nhé. Y như cái đầu tiên em bấm thế nào thì cái sau em bấm thế. Shift này, star này, 4 này. Xong rồi chọn ở đấy nó hiện cái nào thì em lấy cái đấy. Chọn 1 thì em được gì, chọn 2 em được gì, chọn 4 em được gì. Chỉ có duy nhất chọn 3. Đấy, thì anh không cài trước đi, bây giờ anh mới cài. Được rồi, tôi sẽ cho thêm ví dụ nữa để các anh bấm nữa mà. À, tính tay anh, không còn lấy được. Ngoài 4 cái đấy ra không lấy được. Không lấy được sigma x, không lấy được sigma x bình. Nó chỉ tính được cho mình có thế thôi. Giống như là ví dụ như, đúng rồi, 570 bấm nó lâu hơn. Bấm lâu hơn rất là nhiều, cái kết quả lấy ra cũng thế. Sau này đến phần hồi quy cũng vậy. Cho nên các anh tải tải cái giả định 580, giả lập 580 về mà bấm cho nó nhanh. Chứ bấm cái 570, bấm cái 570 nhá, anh lưu ý là anh chỉ có độ lệch chuẩn, anh không có phương sai. Được chưa? Anh muốn có phương sai thì anh lại phải bình phương cái độ lệch chuẩn lên. Dẫn đến là nó sẽ có sai số ở đấy nữa đấy nhá. Đấy, cho nên là rất là cẩn thận. Phương sai của mình ở đây là S, đúng không? S, X bình phương sẽ bằng, đấy là bằng bao nhiêu nhỉ? 10,9333, đúng chưa? Độ lệch tiêu chuẩn mẫu ở đây là F X sẽ bằng 3,3066. Tức là trong cái 570 là anh chỉ có cái giá trị F X này thôi, anh không có cái F bình. Anh muốn có F X bình thì anh lại phải tự bình phương lên anh mới có, đúng không? Cho nên 570, tôi tưởng lớp này toàn 580 chứ. Bởi vì là năm năm trước khi mà dạy các anh thì thấy các anh toàn cầm 580 bấm thanh tắt mà. Thế nên tôi mới, năm trước là tôi có cái giả lập 570 và tôi đều bấm trên giả lập 570. Tuy nhiên tôi thấy sinh viên toàn dùng 580, tôi lại phải tải giả lập 580 về. Sau đó phải đầu tư mua một cái máy 580 về để bấm nữa chứ. Bấm chứ lúc đến lúc sinh viên hỏi cô ấy bấm thế nào, không biết bấm thì làm nào. 570 bấm vất vả hơn, lấy kết quả vất vả hơn, mọi thứ vất vả hơn, đương nhiên rồi, đấy là điều đương nhiên rồi. Đây một ví dụ nữa nào. Median thôi, nó có cái median ở trong đấy thôi. Trong máy nó có median đấy. Lát nữa bấm thì tôi sẽ chỉ lại cái median cho. Ừ, không. Đây một ví dụ nữa nào. Bấm đi xem là bài này nó kiểu gì.
N bằng bao nhiêu? Ừ, đúng rồi. Mong xong bấm các giá trị khác. Ừ, đúng rồi. Bài này là có tần số đúng không? Đúng không? Bài này có tần số này. Cho nên là bạn nào mà ra n bằng 6 là sai. Đấy. Các bạn nhìn vừa nãy của mình là x chỉ có một dòng thôi, còn bài này của mình là x là có hai dòng này. Cái dòng ở dưới là m này, có nghĩa là có hai hộp nặng 996 gram, đúng không? Có 10 hộp nặng 998 gram. Vậy thì cái tổng số hộp nó sẽ phải là tổng cái số ở chỗ này, chứ không thể nào bằng 6 được nhá. Bạn bằng 6 có nghĩa là bạn quên mất cái tần số, cho nên bật tần số lên và nhập cái cột tần số vào. Được chưa? Đấy chính là lý do vì sao tôi nhắc các bạn là gì, luôn luôn bật cái tần số lên. Trong trường hợp, đúng không, nó không có tần số thì nó sẽ tự động cập nhật là 1 mà. Đấy, nó tự động cập nhật là 1. Ở đây này các bạn nhìn đây này. Vừa nãy đây nhìn thấy median không bạn Trang, nhìn thấy median không? MED đây này là 9,5 đây này. Đấy. Thì bạn em cứ thử sắp xếp thứ tự từ từ nhỏ đến lớn mà xem. Đấy. Em cứ sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn thì em sẽ thấy là cái số 9 và số 10 đứng cạnh nhau cộng lại chia đôi, cho nên nó cái median là thành 9,5 đây này. Đấy. Ừ đúng rồi, thì cái máy đấy nó đời nó cũ thì nó thế. Giờ em hỏi làm sao thì em phải hỏi cái ông ấy viết viết cái phần mềm đấy chứ, hỏi gì cô. Đúng chưa? Nếu mà trong quá trình mình làm bài nhá, mình phát hiện ra mình nhập dữ liệu sai nhá, thì các bạn ấn vào OTPN này. Xong các bạn nhấn vào OTPN này, xong các bạn nhìn thấy cái số 3 đây không? Nó có chữ data này. 3 này. Nó hiện lại cái bảng mà các bạn vừa nhấn, các bạn có thể kiểm tra được lại dữ liệu của mình, đúng chưa? Còn đây cô sẽ nhập cái dữ liệu mới nhá, 996 này, 998 này, 1000 này, 1002 này, 1004 này, 1006 này. Đúng chưa? Đấy, bây giờ mình mới nhập cái cột bên tần số vào này. À thôi chết rồi, nó đẩy xuống. Nó lại xóa đi chứ. Đúng chưa? 996 là có 2 hộp này. 998 có 10 hộp này. 1000 là có 24 hộp này. 1002 là có 35 hộp này. 1004 là có 21 hộp này. 1006 là có 8 hộp này, đúng chưa? Đấy. Nhớ cái cột tần số nhá, các bạn cứ bật cái cột tần số lên. Bạn Ngân vừa nãy là không có tần số đấy, đúng chưa? Cho nên n nó mới ra bằng 6 và lúc đấy là x ngang của em nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Nó có tần số thì phải nhập tần số vào và nhập nhớ cho nó đúng nha. Không đến lúc lại x bằng 2, x bằng 10, x bằng 24 là vứt nha.
X là dòng bên trên. Bấm cái gì ở chỗ nào em? Bật cái tần số lên á? Hay là bấm cái gì? Bật tần số phải bật ngay từ lúc đầu rồi. À, máy này là ship nhá. Ship xong rồi set up. Xong rồi chọn cái chữ thống kê ấy. Xong rồi vào cái chọn cái chữ thống kê là nó hiện ra cái chỗ bật tần số. Mốt, đây để Yên để cô lấy kết quả ra nhá. AC này. 2 này. Đây là x ngang là bằng 110.74 đúng không? S phương sai bình phương là 5,38263863. 5,3863. S của mình là 2,3208 đúng không? 2,3208 này. N là bằng 100 này. Nhỏ nhất là 966 này. Đây chỉ có median là 1002 thôi. Median là 1002, mốt không có. Nhưng nếu mà mốt ở đây là cái tần suất xuất hiện nhiều nhất thì mình nhìn ở đây mình biết là mốt là bằng 1002 rồi còn gì. Có 35 hộp nặng 1002 này. Cho nên mốt với median ở đây là như nhau đi mình nào. Được chưa? Còn đâu cái median nó có hiện ở đây đây này. Mắc là 1006. Đúng rồi. Các dữ liệu kiện nó hết. Còn đâu 570 nó chỉ có 4 cái dữ liệu kiện hiện ra thôi. Nó không có những cái đó. Được chưa? Anh Công tìm được chỗ bấm chưa? Chắc cái villa đấy nó giống như cái này đúng không? Cứ vào setup ấy. Setup xong rồi nó hiện cái chữ thống kê ấy. Anh chọn cái hoặc là chữ tần số hoặc là chữ frequency vào đấy. Còn anh nào chưa bấm được nữa không? Đấy nhá, hai ví dụ nhá. Một ví dụ có tần số và một ví dụ không nhá. Cứ nhắc lại với các bạn là gì? Cái tần số luôn luôn để chế độ bật lên. Bởi vì khi các bạn bật lên ấy, nó không có tần số thì cái tần số nó tự động cập nhật là 1. Thế còn nó có tần số thì mình phải nhập nó vào. Đúng nhá. Thường thì với những cái bài như thế này nó có tần số là nó sẽ có một cái hàng bên dưới nữa này. Nó thể hiện cái số. Số sinh viên được từng đấy điểm này. Số con bò nặng từng đấy cân này. Đúng không? Hay là số hộp sữa nặng từng đấy kg này. Cho nên nó sẽ hiện hết ra ngay. Cài cái đấy dễ mà, cài cái 580 về mà dùng cho nó đỡ khổ. Nó lại có hết các thứ đấy rồi, đúng không? Đây, điền các số liệu vào nhá. N là bằng 100 này, đừng có bạn nào ra bằng 6 nhá. Bạn nào ra bằng 6, điều đấy chứng tỏ là bạn đã không nhập cái cột tần số, được chưa? X ngang. Thi, nếu mà thi online thì dùng máy ảo được chứ. Thi offline thì phải dùng máy tính bấm tay rồi, còn thi online thì phải dùng máy iPad được mà, có sao đâu. Đây mở mà. DM mà em, DM thì em bấm ra ngoài báo thì, nhưng mà DM mà, DM cái chuyện mà em phát ra ngoài là chuyện thoải mái mà, có gì đâu nhỉ. iTech mở full màn, môn toán này kỳ nào chả là DM, chỉ môn nào đề đóng ấy, thì khi mà em thoát ra khỏi màn hình chính, đúng không, giáo viên mới nhắc chứ.
Còn đây đề mở mà. Đề mở thì em được dùng tài liệu mà. Phương sai ở đây là bằng bao nhiêu? 5, 5,3863. 3863. Ngân độ lệch chuẩn ở đây là bằng 2,3208. Sau này rất là nhiều bạn lấy nhầm cái phương sai với cái độ lệch chuẩn này nhá. Tức là phương sai là nhớ là lấy chữ S nhá. Đừng có lấy chữ sigma, được chưa? Máy nó vẫn tính cho mình nhưng mà mình sẽ không lấy cái dữ liệu đấy ở trong máy, bởi vì cái dữ liệu đấy nó chỉ là xấp xỉ dựa trên cái mẫu thôi. Đấy, nó chỉ là xấp xỉ dựa trên cái mẫu thôi. Thế còn cái phương sai mẫu, một là đề bài cho. À, phương sai tổng thể, một là đề bài cho, hai là đề bài không cho, mình không lấy ở trong trong máy ra. Trong máy mình chỉ lấy chữ S thôi, được chưa? Thì sau này đừng có lầm lẫn lấy, tại vì các bạn lấy sai một cái là các bạn bấm máy tính nó ra kết quả khác ngay, cái ước lượng của các bạn nó sẽ đẩy đi một cái kết quả khác ngay. Cho nên nhớ chỗ đấy. Lấy chữ S chứ không lấy chữ sigma nha. SX chứ không lấy chữ sigma. Tiếp này. Gọi hộp sữa là chuẩn nếu khối lượng là 1.000 cộng trừ 500 gram, à cộng trừ 5 gram. Có nghĩa là chuẩn nếu nó từ 995 đúng không? Cho đến 1.000 tí đấy, lẻ năm đúng không? Tính tỷ lệ hộp sữa đạt chuẩn. Đấy, tính tỷ lệ hộp sữa đạt chuẩn. Vậy thì mình đếm cái thằng không đạt chuẩn đi. Ở đây có mỗi thằng này không đạt chuẩn thế này. 8 cái anh này là không đạt chuẩn thế này. Đúng không? Còn lại ở đây từ 996 đến 1004 là đều nằm ở trong đây rồi. Vậy lúc này tỷ lệ hộp sữa đạt chuẩn sẽ là bao nhiêu? Ừ, đúng rồi, 92%. 92 trên gì đấy? 100. Được chưa? Được chưa? Đấy. Bài hôm nay quan trọng nhất là cái bấm máy này, này, làm sao bấm máy được để mà còn làm bài, không đến lúc là sang đến những bài sau người ta cho một cái mẫu như thế này đúng không? Không biết bấm máy để lấy ra dữ liệu, ngồi là chết dở luôn. Bốn là mã các hàm phân phối của thống kê. Các hàm phân phối của thống kê. Một nhỏ phân phối lấy mẫu của giá trị trung bình. Định nghĩa này. Phân phối xác suất của một thống kê được gọi là phân phối lấy mẫu. Và vì nó có phân phối xác suất cho nên nó sẽ có trung bình, nó sẽ có phương sai, đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ quan tâm đến cái giá trị trung bình. Ví dụ như anh x này thì tương ứng với nó sẽ có mu x sẽ là bằng bao nhiêu?
sigma x sẽ là bằng bao nhiêu. Bây giờ mình quan tâm đến cái giá trị trung bình, tức là quan tâm đến x ngang, thì x ngang nó cũng sẽ tương ứng là mu x ngang, đúng không? Tương ứng với nó cũng sẽ là sigma x ngang. Vậy thì người ta mới xem là cái mu x ngang đấy nó có liên hệ gì với cái mu không? Cái sigma của x ngang đấy nó có liên hệ gì với sigma của x không? Tại sao phải đi tìm mu với sigma của nó để làm gì? Bởi vì mình nhớ là gì? Mình có cái cách đặt đổi biến là z bằng này, đúng không? X này trừ mu này, tất cả chia cho gì đấy? Sigma này. Tất cả những cái bài mà những cái phân phối của mình đều đặt như thế này để đưa từ một phân phối chuẩn, đúng không? Cái việc đặt này là đưa một anh chuẩn này về thành tiêu chuẩn, đúng không? Đẩy nó về thành tiêu chuẩn. Đưa về tiêu chuẩn mục đích là ở đây để tra cái bảng A3 đấy. Đấy, thế cho nên là với mỗi một cái anh hàm mới hay là cái biến ngẫu nhiên mới của mình thì mình đều phải đi tìm xem mu của nó là bao nhiêu, sigma của nó là bao nhiêu, đúng không? Mình đang có cái biến ngẫu nhiên x nha. Đấy, mình có các cái biến ngẫu nhiên x thì đương nhiên là mình có các cái mu x rồi, đúng không? Tương ứng với nó là mu và tương ứng với nó là sigma rồi. Bây giờ mình lại có một cái biến mới là biến x ngang, tức là các cái giá trị trung bình cơ. Đấy, thì tôi lại phải đi tìm xem là cái mu tương ứng với x ngang này là bao nhiêu, mu tương ứng với cái sigma tương ứng với x ngang là bao nhiêu, đúng không? Để tôi thay trở lại vào cái công thức này. Khi tôi tìm được cái mu tương ứng thì tôi mới thay trở lại vào đây để tôi xem cái công thức đổi đặt mới bây giờ là gì. Sau khi có công thức rồi thì tôi mới làm được tiếp bài chứ, thì tôi mới đi tra bảng được chứ, đúng không? Cho nên là đấy chính là vì sao tôi cứ phải đi quan tâm đến cái mu mới với sigma mới nó là bao nhiêu đấy. Giả sử này, một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được lấy từ một tổng thể. Tổng thể này có giá trị trung bình là mu và phương sai là sigma bình. Phương sai là sigma bình phương. X ngang, tức là cái giá trị x trung bình ấy, x ngang của mình là bằng 1 trên n sigma tất cả các cái ghi. Nhớ là tất cả các cái ghi ở đây đều có cái trung bình là mu, tất cả nó đều là mu hết nhá. Cho nên khi đó tôi sẽ có mu của x ngang sẽ bằng mu của x ngang sẽ bằng 1 trên n. Tất cả các anh mu x này ở đây sẽ bằng là mu của x ngang hết. Mà tất cả các mu bằng nhau có n cái cộng lại với nhau chia cho n, cho nên nó vẫn là mu, đúng không? Vậy là trong cái công thức tử số của mình vẫn là x trừ mu, bởi vì mu của x ngang và mu của x là bằng nhau. Nên không có gì phải băn khoăn cả. Đấy là x ngang. Bây giờ đến sigma. Ở đây mình đều đang áp dụng các công thức tính toán sigma hết mà. Sigma của... Đấy, sigma bình phương của x ngang. Theo đúng công thức đúng không? Bằng 1 trên A bình đây này. Thì nó là 1 trên N. Thì bây giờ thành 1 trên N bình không? Sigma bình phương của xy. Các cái sigma này đều là như nhau, bởi vì nó lấy cùng từ trong một cái tổng thể ra, cho nên nó phải là như nhau chứ còn gì nữa, đúng không?
Thế thì anh này của mình là có n cái cộng lại với nhau, nhưng ở bên ngoài này là chia cho n bình. Cái này là áp dụng từ cái công thức mà ax cộng b đấy nhá, bằng a bình phương sigma x bình đấy, đúng chưa? Cho nên chỗ này tại sao lại là 1 trên n bình? Cái 1 trên n này đóng vai trò là a đây này, cho nên là nó thành 1 trên n bình này. Vậy cộng lại có n cái này thì chia ra nó sẽ thành là chỉ còn đây là n thôi. Vậy là sigma mới đã được thay đổi. Nguy thì vẫn như cũ. Cho nên cái công thức đặt của mình bây giờ nó sẽ là gì? Z bây giờ đặt sẽ bằng gì? Để đưa được một cái phân phối đang là phân phối chuẩn, đúng không? X ngang này đang là phân phối chuẩn. Bây giờ muốn đẩy nó về thành phân phối tiêu chuẩn thì Z bây giờ sẽ phải đặt là gì? Đấy, mình thay cái của mình vào, đúng không? Theo đúng công thức mình đặt nó vào. X ngang này, mình đang tính với x ngang nhá, mình không hề tính với x nhá. Trừ cho này, trừ cho mu này phải là mu của x ngang này, đúng không? Mu của x ngang này, chia cho ở dưới này là chia cho sigma, nhưng cũng phải là sigma của x ngang này. Đấy, thì mình mới thay cái những cái bên trên mình vừa tính được vào đây. Mình sẽ có được một cái công thức đặt đổi mới để mình tính cái này, đúng chưa? Z sẽ bằng x ngang, vậy x ngang đây rồi. Trong quá trình tính toán đề bài sẽ cho này, đúng không? Mu x ngang đây rồi, may quá nó vẫn là mu này, đúng không? Cái chỗ này là sigma của x ngang, vậy sigma x ngang đây. Tôi phải khai căn cái này ra, nó sẽ bằng sigma trên gì đấy? Trên căn n, đúng không? Thì đẩy nó vào trở lại đây. Vậy bài nào mà bắt đi tính cái trung bình nhá, thì lúc đấy mình phải chú ý cái công thức đặt đổi nó sẽ phải là như thế này, chứ không còn đơn giản là x trừ mu trên sigma nữa, đúng không? Nó là tính trung bình thì tất cả những cái thứ ở đây đều phải là trung bình, và mình phải lấy các cái giá trị trung bình này ra. Thì cái định lý mà phát biểu về cái vấn đề này này, người ta gọi đấy là định lý giới hạn trung tâm, là đưa một cái phân phối về thành đấy, đưa một cái phân phối về thành phân phối tiêu chuẩn. Định lý giới hạn trung tâm. Bản chất của nó vẫn là x trừ mu trên sigma, nhưng cái sigma của mình nó mới, đúng không? Nó thành sigma trên căn n. Mu thì may quá nó vẫn là mu cũ đây rồi. X ngang là giá trị trung bình, nhớ cái trị trung bình nha, của một mẫu. Đóng khung cái công thức này lại. Cái công thức này sang đến bài ước lượng là bắt đầu mình cũng bắt nguồn từ đây mà ra đây. Tức là mình cũng sẽ bắt nguồn từ công thức này mà ra này. Ước lượng của một mẫu, kiểm định của một mẫu cũng từ công thức này mà ra hết. Bản chất là gốc của nó từ đây. Xong rồi mình đi so sánh, mình đẩy nó vào thôi mà. Mình đang cần Z lấy trong giá trị nào thì mình cho cái bất đẳng thức vào đây, mình nhân lên là mình sẽ suy được ra, đúng không? Đây mình có x ngang này, thì có phải là x ngang đề bài cho nhá, sigma đề bài cho nhá, n đề bài cho nhá, thì đi tính nguy tính được ngay chứ còn gì nữa, đúng không? Tính được cái Z này là tính được hết chứ còn gì nữa.
Cho nên là tất cả các thứ là nó bắt nguồn từ công thức này hết này. Sang đến ước lượng cũng là bài đây này. Sang đến kiểm định cũng là công thức này này. Tức là các bạn sẽ lại gặp đi gặp lại cái công thức này. Thì nếu như mình hiểu là à đây chính là cái công thức mình đổi biến thì chứ có gì đâu. Đúng không? Đổi biến x ngang là đề bài cho này. Mình tự lấy trong máy tính ra này. Sigma đề bài sẽ cho này. N đề bài sẽ cho này. Thì phải là nguy mình sẽ tính được không? Đúng không? Vậy là cho giá trị của một mẫu là tổng thể sẽ tính được. Nên bản chất nó là từ cái định lý giới hạn trung tâm này mà ra hết thôi. Thế còn anh nào mà kiểu học không hiểu thì thôi, cứ công thức B nó vào, đúng không? Bây giờ vì mình không hiểu cho nên mình sẽ thỉnh thoảng hay viết sai, còn mình đã hiểu rồi ấy, thì ít khi mình sai lắm, vì mình có thể tự xây dựng được công thức mà mình không cần phải học theo kiểu học vẹt. Thì lúc đấy mình nhìn vào giống như là bạn hiểu bản chất của cái phân phối, à cái gì nhỉ? Phân phối biên duyên ấy, mới lại cả xác suất có điều kiện ấy. Nhìn vào bảng là mình thấy được ngay. Mình không phải đi dò công thức, mình cũng không phải gì cả. Mình hiểu nó là cái gì thì mình tính được luôn. Được chưa? Chú ý này. Đây là cái chú ý về cỡ mẫu để sau còn thao tác thực hành. Nếu n lớn hơn hoặc bằng 30. N lớn hơn hoặc bằng 30. Phép xấp xỉ chuẩn đối với x ngang là tốt cho mọi tổng thể. Được chưa? Điều này có nghĩa là gì? Sau này vào bài tập mình làm, bài nào mà cứ n lớn hơn hoặc bằng 30, lớn hơn hoặc bằng 30, tôi sẽ coi như đây là cỡ mẫu lớn. Được chưa? Tức là họ lấy cái 30 làm cái ngưỡng đấy. Coi như là cỡ mẫu lớn và tôi sẽ dùng được bảng tra A3. Tức là tôi coi như nó là các cái phân phối của mình sẽ là phân phối chuẩn. Được chưa? Và tôi sẽ dùng bảng A3. Tôi sẽ dùng luôn bảng A3 mà không phải băn khoăn gì cả. Kể cả lúc đấy là đề bài có cho sigma hay không cho sigma. Đúng không? Không cho sigma thì đây tôi xấp xỉ. Nó vẫn coi như là một xấp xỉ tốt mà. Nhá, vậy sau này mình làm bài nhớ nhé, cứ n lớn hơn bằng 30 là dùng bảng tra A3, không phải suy nghĩ đến việc là có cho sigma hay không cho sigma. Trường hợp n nhỏ hơn 30 thì sẽ chia ra làm hai loại. Nếu như cái tổng thể của tôi mà là phân phối chuẩn, đúng không, thì cái anh nhỏ của tôi, cái mẫu của tôi cũng sẽ là phân phối chuẩn dù cỡ mẫu nhỏ là bao nhiêu. Đấy, cái câu này ý của người ta là như thế. Đây là phân phối chuẩn thì dù cỡ mẫu nhỏ là bao nhiêu nó vẫn sẽ là phân phối chuẩn, đúng không? Có nghĩa là ở chỗ này là gì? Nếu đề bài cho sigma, biết sigma, biết sigma tức là biết nó là phân phối chuẩn, còn biết cả độ lệch chuẩn là bao nhiêu, đúng không? Nếu biết độ lệch chuẩn thì tôi vẫn sẽ được quyền dùng bảng A3, bởi vì coi như nó là một cái phân phối chuẩn và tôi được dùng bảng A3 để tôi làm bài. Được chưa? Nhưng anh này nếu như mẫu mà không cho cái gì cả đấy, thì lúc này tôi sẽ không được dùng bảng A3 mà tôi sẽ phải dùng cái bảng tra khác, bởi vì nó không phải là phân phối chuẩn. Được chưa? Dùng bảng khác, và bảng khác ở đây chính là bảng A4, bởi vì mình chả có bảng nào khác ngoài A4 đâu. Dùng bảng khác A3, tức là A4 của mình đấy. Tổng quát lại, người ta muốn nhắc nhở mình là gì? Nếu cái mẫu của mình mà đủ lớn thì cái phân phối của tôi được coi là phân phối chuẩn, mà không cần phải quan tâm đến việc mẫu của mình cái tổng thể của mình nó cho hay là chưa cho. Được chưa? Còn nếu như cái cỡ mẫu của mình nhỏ thì sẽ chia ra làm hai trường hợp. Nếu biết rõ ràng về tổng thể rồi thì cứ thế mà làm, còn nếu chưa biết thì lúc đấy tôi sẽ phải dùng cách khác để tôi làm. Cái bảng tra A4 dùng thế nào thì để buổi sau ta sẽ hướng dẫn rồi dùng luôn nhé. Cái bảng A4 nó chỉ có một cách tra thôi.
cho nên là nó tương đối dễ, nó không phải khó như cái thằng A3. Đi xong chưa? Xem một ví dụ nào. Hình như một công ty điện sản xuất các loại bóng điện có tuổi thọ tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 800 giờ. Gạch chân cái 800 giờ này, xem 800 giờ nó là cái gì. Độ lệch tiêu chuẩn là 40 giờ. A nhỏ này, tìm xác suất của biến ngẫu nhiên tuổi thọ trung bình từ 775 đến 825 giờ của 16 bóng đèn. Câu B nhỏ, tìm xác suất của biến ngẫu nhiên tuổi thọ từ 775 giờ đến 825 giờ của bóng điện. Hai câu A và B khác nhau chỗ nào? Tại sao lại hỏi những cái câu giống nhau như thế? Khác nhau chỗ nào các bạn? Ừ, đúng không? Ừ, còn khác cái gì nữa không?
Khác cái đấy rồi, còn ngoài cái đấy còn khác thêm cái gì nữa không? Đúng rồi. Cái nào của mẫu, cái nào của tổng thể? Thế thì phải nói rõ là cái nào của mẫu, cái nào của tổng thể chứ. Nào là mẫu, cái nào là tổng thể? Đúng rồi. Được chưa? Bây giờ mình mới phân biệt này. Đầu tiên nhá, một công ty điện sản xuất các loại bóng điện có tuổi thọ tuân theo phân phối chuẩn. Vậy ở đây mình có một cái biến ngẫu nhiên là tuổi thọ, đúng không? Đấy, cứ cái gì tuân theo phân phối chuẩn thì cái đấy sẽ là biến ngẫu nhiên. Vậy mình sẽ gọi cái anh tuổi thọ này này, tuổi thọ của bóng đèn đấy, đúng chưa? Là x này. Tức là gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của bóng đèn, đúng chưa? Và x tuân theo phân phối chuẩn. Vậy cái anh 800 giờ này đóng vai trò là gì? Chữ gì đấy? Chữ gì là bằng 800 ở chỗ này? Đúng rồi. Anh Trường sai. Chỗ này người ta nói đến tuổi thọ trung bình 800 giờ, người ta có nói đến cái mẫu nào đâu. Đây là tuổi thọ của cả, đúng không? Của tất cả các loại bóng đèn trong nhà máy này. Cho nên anh này là cái 800 này là của tổng thể chứ không phải của mẫu. Và vì thế cái này nó là nguy. Đúng không? Đây, trong cái đề bài từ cái câu trước cho đến hết cái câu 40 giờ này không hề đề cập đến một cái mẫu nào cả. Một công ty điện sản xuất các loại bóng điện, đúng chưa? Có tuổi thọ trung bình là 800 giờ. Đấy, vậy 800 giờ này phải là của tổng thể toàn bộ, cho nên nó phải là mu. Tương ứng như thế, đúng không? Thì sang đây cái anh 40 giờ này sẽ đóng vai trò chính là sigma. Sigma này là sigma của x, đúng không? Sigma của x này này. Bây giờ câu A nhá. Tìm xác suất của biến ngẫu nhiên tuổi thọ trung bình, chứ không phải là tuổi thọ, đúng không? Trên này mình gọi x là tuổi thọ, nhưng dưới này là tuổi thọ trung bình. Vậy tuổi thọ trung bình nó sẽ phải là cái x gì đấy? X gì đấy các bạn? Đúng rồi, x ngang, đúng chưa? Tức là chỗ này là người ta lại đang hỏi x ngang. Tức là cái đề bài ở đây nó sẽ hỏi là P của này 775 này nhỏ hơn x ngang này, nhỏ hơn 825 này. Nhỏ hơn 825 này, đúng chưa? Và đây là x ngang. Cái x ngang này là x ngang của bao nhiêu bóng đây? Của 16 bóng. Tức là cái này sẽ đóng vai trò là n bằng 16 bóng, đúng chưa? X ngang này là x ngang của 16 cái bóng này. Đấy. Vậy thì bài này khi mình đặt biến đổi biến là mình nhớ là mình phải làm với x ngang, chứ không phải là với x, đúng không? Đây người ta hỏi tuổi thọ trung bình thì mình phải làm với tuổi thọ trung bình chứ. Và mình đang làm với 16 cái bóng này. Thế còn câu B, đọc đề bài trông thì nó nhang nhác giống đấy, đúng không? Và đây chính là cái lỗi mà khi mình làm bài, nhất là những cái bài kiểu như trắc nghiệm chẳng hạn, đọc láo láo lướt lướt này, không đọc kỹ này là rất dễ chết này, đúng không? Tìm xác suất của biến ngẫu nhiên tuổi thọ. À, tuổi thọ đây mình gọi là x, nó không hề có chữ trung bình nha. Bên trên là tuổi thọ trung bình, còn bên dưới chỉ là tuổi thọ của bóng đèn thôi. Vậy chỗ này là đi tính cái gì đấy? P. P của cái nào? Đúng rồi, 775 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 800 gì đấy, 25. Đúng chưa? Của tất cả các cái bóng đèn trong nhà máy, cho nên chỗ này sẽ là x, chứ không phải là của 16 bóng. Còn đây là tôi chỉ xét 16 bóng này và tôi xem cái x ngang nó dao động như thế nào. Cho nên hai cái bài này, cái chỗ đổi biến nó sẽ khác do cái cách đặt z nó khác, đúng không? X nó khác thì chỗ này nó sẽ phải khác. Và lúc này mình sẽ làm thôi.
sau khi mình đã phân biệt được cái sự giống nhau khác nhau rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Anh x ngang này thì sẽ phải đi với mu của x ngang, đúng không? Đi với sigma của x ngang. Đấy, thì tất cả những cái dưới này sẽ phải là x ngang hết. X này, x này, x ngang này, đúng chưa? Đấy, tất cả sẽ phải đi với anh trung bình hết. Thế còn cái dưới này chỉ là x thôi thì dưới này dùng luôn mu và sigma mà không phải ngang nghiếc gì cả, đúng không? Mu luôn, sigma luôn. Cho nên cách đổi biến, đặt biến nó sẽ vẫn giống như thế, nó không có gì khác cả. Cái này bản chất nó chính là bài 7 của mình thôi. Mình chỉ có điều là đẩy sang đây nó thêm cái x ngang thì là đề bài nó sẽ phong phú hơn. Nó là bài 7 nhé, nó là kiến thức của bài 7 nhé. Nhiều bạn hỏi là cô ơi, chỗ này dấu bằng hay không? Thì nhắc lại là cái phân phối chuẩn nó là phân phối của hàm liên tục. Cho nên có dấu bằng hay không có dấu bằng, nó không ảnh hưởng gì đến kết quả của mình cả. Được chưa? Tức là có dấu bằng cũng được, không có dấu bằng cũng vẫn được mà. Tính đi, xong rồi đọc kết quả cho cô xem nó bằng bao nhiêu. Bước 1 nào, câu A trước nào, bước 1 nào gọi. Đúng không? Gọi biến ngẫu nhiên trước. Gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của bóng đèn, còn x ngang sẽ là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ trung bình của bóng đèn. Đấy, nó khác nhau như thế. Một đằng là có chữ trung bình. Ừ đúng rồi. Một đằng là không có chữ trung bình. Trung bình thì nó sẽ có cái gạch ngang trên đầu. Anh Đức nào? Hồ Hữu Đức nào? Mu của x ngang bằng bao nhiêu anh? Mu x ngang của em bằng bao nhiêu? Muốn làm được bài này thì phải xác định được mu của x ngang và sigma của x ngang, đúng không? Mu x ngang bằng bao nhiêu? Anh Trọng bị sai rồi đấy, sai đâu không biết đấy. Sigma x ngang bằng bao nhiêu em? Trọng bị sai rồi đấy. Sigma x ngang bằng bao nhiêu? Sigma x ngang công thức là gì? Anh Đức, nhanh không hết giờ. Anh có biết không? Anh có biết không đã? Không biết đúng không?
không biết, không trả lời gì cả. Ừ đúng rồi đấy. Cô tổng sigma từ một khi bằng một lên n y trên n. Không có công thức gì mà, không có công thức thì anh cứ công thức mà anh lắp vào chứ cái gì mà sigma, sigma gì đấy. Sigma có rồi, nguy có rồi, vừa giả thiết đề bài có hết rồi còn gì, đúng không? Đây trung bình là 800 giờ, à, nguy bằng đúng nguy là 800 giờ, còn độ lệch tiêu chuẩn là 40 giờ, vậy anh thay trở lại vào đây. Nguy của anh bằng gì, sigma của anh bằng gì, nhưng nhớ là nguy của x ngang và sigma của x ngang ấy nhá. Anh Hiếu có biết không? Anh Hiếu có biết là nó bằng gì không? Anh Hiếu có biết là sigma của x ngang bằng gì không? 100 ở đâu ra đấy? Đầu bài của nó là 8, là có 40 thôi mà. Từ nãy không ghi chép gì à? Công thức tính sigma x ngang bằng gì? Anh có ghi không? Vừa nãy có ghi không? Sigma x ngang bằng gì? Căn đâu? Căn của anh đâu? Đấy là sigma bình phương chứ. Sigma bình phương chia n chứ. Anh không khai căn rồi à? Ừ. Ừ. Anh Dương để số thứ tự sai à? Ừ, em nhắn thế, em nhắn là phương sai thì nó trả lời thế. À ừ, phương sai, ừ, em nhắn phương sai nhỉ? Đúng rồi, bạn Dương đúng rồi đấy. Mỗi tội là để số thứ tự sai thôi. Ừ. Bạn vừa để số 16 là Nguyễn Ánh Dương à? Được chưa? Cho nên chỗ này các bạn phải tính nó ra, tức là lúc này nguy của x ngang sẽ chính là bằng nguy, cho nên nó vẫn bằng 800. Nhưng mà sigma của x ngang, tại sao mình phải tính sigma x ngang là bởi vì mình còn phải đi đổi biến, đúng nhá? Đấy, sigma của nó sẽ bằng là sigma trên căn n. Ờ, cho nên nó sẽ phải bằng là 40 đúng không? Trên căn bậc 2 của 16. Là trên căn 4 là bằng 10. Không. Quên không sao. Quên thì tôi hơi khó điểm danh thôi. Đúng chưa? Vậy bây giờ bắt đầu mình đặt này, đặt biến này. Nào anh Hiếu, bây giờ quay trở về bài cũ rồi đây. Đặt x, à, z bây giờ sẽ đặt bằng gì? Z bằng gì? Anh Hiếu, bài tập 77 làm chưa? Đây chính là bài tập 77 đây chứ còn gì nữa. Đặt z bằng gì anh? Anh Hiếu đâu rồi? Cụ thể bài này đi. X ngang đúng không? Trừ nguy trên sigma. Chứ làm gì có anh nào là nguy trừ x được. Anh trừ như thế là bị trừ ngược rồi, phải là x ngang trừ nguy trên sigma. Nhưng mà cái nguy ở đây bằng bao nhiêu? Anh đọc luôn thành số cho tôi đi. Thành là x ngang trừ bao nhiêu? Anh không bật được mic lên à? X ngang trừ bao nhiêu? Trừ 800 trên gì? Trên bao nhiêu?
Trên 10, đúng chưa? Đấy, đặt này, z bằng x ngang này, mình đang tính với x ngang thì tất cả mọi thứ ở đây phải là x ngang. Trừ mu của x ngang này, trên sigma của x ngang này. Vậy mu x ngang đây thế nó vào 800, đúng chưa? Trên 10. Thế nó vào, mọi thứ nó có hết rồi thì mình thế nó vào. Anh đổi cho tôi cận đi nào. Tại 775 thì z1 của anh bằng bao nhiêu? X ngang bằng 775 thì Z1 sẽ bằng bao nhiêu? Chứng tỏ là bài tập bài 7 chưa làm, đúng không? Chứ còn bài tập bài 7 mà làm rồi thì chỗ này phải thoăn thoắt chứ này. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Thay số nó vào. Tại 775, x1 ngang bằng 775. Thay số nó vào đây. Tại x2, đúng không? Z2 lại thay số vào đây. Vậy là cái P của mình đang nằm từ 775 đến 825 thì nó sẽ thành từ trừ 2,5 cho đến 2,5. Và đây trở về bài toán quen thuộc rồi còn gì nữa. Tra bảng thôi. Đúng không? Tra bảng rồi ra kết quả. Vừa của bạn nào là 0,9876 là đúng rồi đấy. Đúng chưa? Chứng tỏ là bài tập bài này phải xem lại xem là anh Hiếu anh làm kiểu gì. Lát nữa chấm điểm mà vẫn được 10 điểm thì phải xem lại. Đấy, hỏi trực tiếp con cứ ngắc ngứ mãi. Được chưa? Tương tự như thế với câu B. Câu B là người ta hỏi x, vậy thì toàn bộ trong cái công thức của mình ở đây sẽ phải là x hết. Còn lại các bước hoàn toàn như thế. Đúng không? Không có gì khác cả. Chỉ khác là vừa nãy người ta hỏi tuổi thọ trung bình thì chỗ này là x ngang. Còn đến câu B người ta hỏi tuổi thọ thì chỗ này bỏ hết các cái ngang trên đầu đi. Đương nhiên là khi anh bỏ cái ngang trên đầu đi thì những cái giá trị mu và sigma nó sẽ khác. Cho nên đổi biến nó sẽ khác, cận nó sẽ khác và đương nhiên kết quả nó cũng sẽ khác. Đúng chưa? Đấy, nó sẽ khác đi chứ nó không còn giống. Tức là giống về mặt hình thức thôi chứ còn số liệu thì nó sẽ khác đi. Anh hội nào? Câu B thì sẽ là như nào? Chứng tỏ từ nãy anh chưa làm gì chứ còn có gì đâu mà phải chuyển lại đề. Ừ. Câu B bây giờ sẽ là như nào? Vẫn như thế mà. Ừ, đúng rồi. Bạn Dương đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Tức là ở đây mình sẽ bỏ cái dòng x ngang này đi này. Đúng không? Đối với câu B đấy, câu B là mình sẽ bỏ cái dòng x ngang này đi. Cái x ngang này là không cần nữa bởi vì mình có dùng gì đến x ngang đâu. Đúng chưa? Chỗ này mình cũng sẽ bỏ x ngang đi. Vậy thì chỗ này nó sẽ chỉ còn lại là x trừ cho gì thôi. Bỏ cái x ngang này đi. Dưới mẫu bây giờ sẽ thành bao nhiêu? 40, đúng rồi. Tức là sửa cái số này thành số 4, đúng chưa? Tiếp, đổi cận nào. Tại x bằng 775 thì z của anh bằng bao nhiêu?
Anh hội. Ừ, đúng rồi. Tại x bằng 825. Dấu nha anh hội nha. X bằng 825. Ừ. Thế cái dưới hai cái giống nhau à? Cận trên cận dưới giống nhau à? Ừ, thì viết cho nó đàng hoàng thôi chứ. Tra bảng đi. Chỗ này các bạn sẽ lấy từ trừ 0,63 đến 0,63 nhá. 6,25 là làm tròn lên 6,3 rồi. Được chưa? Đấy, ra kết quả thôi chứ có gì đâu. Bài này chính là bài 7, nhưng mà chỉ có điều là các bạn phân biệt cái x đúng không? Và cái x ngang cho nó rõ ràng mạch lạc cái chỗ đấy ra. Chứ còn hai câu này hỏi là như nhau có gì khác nhau đâu. Trường hợp nếu tôi có hai mẫu. Đấy. Cái này là sẽ liên quan đến những bài toán kiểm định với lại ước lượng của hai mẫu đấy. Được, cũng được. Lấy như thế cũng được. Lấy như thế thì càng tốt. Lấy thế thì càng tốt. Lấy thế là chính xác nhất đấy. Sự phân phối sự sai khác giữa hai trung bình này. Tôi có hai mẫu. Bài 8 cô không giao mà. Cô đã bảo bài 8 cô không giao bài tập mà. Bài 8 không có bài tập. Bài 8 là đa phần người ta cho một cái mẫu. Sau đó là người ta cho các bạn bấm máy tính. Luyện bấm máy tính để ra được mu sigma với lại cái x ngang. Thế nhưng mà cái đấy mình có thể luyện được ở bài 9. Bởi vì bài 9 nó cũng sẽ cho những cái mẫu. Nên là thôi bài 8 cô không giao bài tập. Chứ bài 8 không có nhiều bài tập đâu. Bài 8 toàn là cho một mẫu xong rồi hỏi. Hỏi giống như hai cái ví dụ ban nãy mà lúc mình ngồi bấm máy tính ấy. Chứ còn cái bài ví dụ vừa nãy là chỉ để các bạn cô cho thêm vào đấy thôi chứ không có trong bài tập bài 8 đâu. Để cho các bạn phân biệt được cái trung bình với cái không có trung bình ấy. Không đến lúc sau này cứ không phân biệt được xong rồi làm bài tập đến lúc cứ bảo là chả hiểu tại sao nó lại như thế. Chứ còn bài tập bài 8 tập trung ở cái chỗ mà bấm máy tính để ra được cái n, cái mode này, median này, xong rồi phương sai, độ lệch chuẩn này, cỡ mẫu bằng bao nhiêu này. Bài tập bài 8 là như thế. Thì thôi cái đấy chỉ có bấm máy. Bài 9 là sẽ ra. Cho hai mẫu này. Anh vắng anh nào nhỉ? Hôm nay lớp này vắng một anh nào? Bạn Lan à? Nay bạn Hương Lan vắng à? Cho hai mẫu này. Cỡ là N1 và N2. Được lấy từ hai tổng thể khác nhau. Các cái giá trị trung bình tương ứng là mu1, mu2. Các phương sai tương ứng là sigma1 bình và sigma2 bình. Khi đó này, tôi sẽ có mu mới và sigma mới. Khi có mu mới và sigma mới rồi thì tôi sẽ đặt được z mới, đúng không? Cho nên mu mới của tôi bây giờ sẽ bằng này. Mu của x1 trừ x2 sẽ bằng này. Mu1 trừ mu2.
Còn sigma bình phương tức là phương sai nó sẽ bằng sigma 1 bình phương trên N1 cộng sigma 2 bình phương trên N2. Trong sách giáo khoa là họ có chứng minh cái này nhé, nhưng mà đây là mình lấy công thức ra mình dùng thôi. Vậy là khi tôi đã xác định được mu mới, sigma mới thì tôi sẽ đặt được cái dựa vào cái định lý giá trị trung tâm, đúng không? Tôi lại đặt cái công thức mới của tôi. Đấy, tôi sẽ có được công thức mới. Z bây giờ sẽ bằng theo đúng cái công thức của mình là x trừ mu, đúng không? Trên sigma, thế mà mu bây giờ đây rồi. Sigma đây rồi. Mình sẽ có được cái công thức Z mới. Z lúc đó đặt sẽ bằng gì? Khi đó đặt Z sẽ là gì? Z này sẽ bằng này. Đấy, công thức Z rất là dài, đúng nha. X1 ngang trừ X2 ngang trừ cho mu1 trừ mu2 trên căn bậc 2. Và lúc đấy cái này sẽ đưa được về cái anh phân phối tiêu chuẩn. Và tôi lại tra được bảng A3. Thế sau này vào bài đúng không? Vào bài là người ta sẽ cho x1 rồi, cho x2 này, cho sigma 1 n1, sigma 2 n2 này. Người ta sẽ đi hỏi xem là cái thằng mu1 và mu2 nó nằm ở đâu. Đúng không? Thì đây mình lại bắt nguồn từ công thức này mà mình đưa ra. Đấy, mình có giá trị Z. Thì tôi sẽ tính được mu1 trừ mu2 bằng bao nhiêu. Và tôi sẽ biết được cái độ lệch giữa hai mẫu là bao nhiêu. Sẽ tính được. Được chưa? Ghi nốt cái công thức đấy vào. Sau đó đây ta sẽ sang chữa bài tập. Ta nghỉ 5 phút đi nhá, để ta vào chữa bài tập. Sa ơi.
cho ai? Dạ. Biết lỗi của mình rồi ạ. Bắn đắt sọ chú mày hết bây giờ. Em nói thật, tuy em là thằng mải chơi, thỉnh thoảng có bóng bánh, nợ nần tùm lum, nhưng em chưa bao giờ làm gì mà phải ăn năn dằn vặt như bây giờ. Anh em mình đã là lính thì ai cũng phải dưới trướng một người. Nhưng việc tính toán này nọ là việc của các anh. Em là cái thằng ngồi xuống đất không cần trải báo, bổng lộc gì đâu mà bây giờ dính vào những chuyện như thế. Thế cưỡi hổ rồi cu ạ. Định rẽ à? Muộn mất rồi. Chú sau này chú còn lên chỉ huy, đời còn dài, tương lai còn rộng. Em thì cần cái quái gì. Anh thấy chú nhanh quên thật nha. Mày nào cần chữa nhỉ? Mày nào cần chữa? Anh Bùi Minh Hiếu cần chữa bài nào? Tôi thấy anh là hay làm sai này. Hay là không cần chữa bài nào cả. Bài nào bọn em ok hết rồi. Câu 7 à? Câu 7 dễ mà. Câu 7. Đáp án là bao nhiêu? Đáp án là bao nhiêu, còn em ra bao nhiêu? Đáp án là 26 á. 26 là sai. 30 cũng sai. Làm gì mà ra tận đến 30 được nhỉ? Làm gì mà sấp xỉ khiếp thế? Ừ, 28, 29, 29 rồi. Ừ. 29 thôi chứ 30 thì làm gì mà em sắp xỉ chết, em sắp xỉ kiểu gì. Tức là mấy bài nhị thức là không cần chữa à? Sắp xỉ vừa phải thôi chứ em tính 2,8, 28,5. Thì à, 28, em tính ra 28,5 thì em chỉ sắp xỉ lên đến 29 thôi chứ. Làm gì mà em tính ra 28,5 giống như là em được được 8,4 đúng không? Nếu được người ta làm tròn lên 8,5 cho em thì em lại đòi làm tròn lên đến 9 thì cũng mà xa quá. Sắp xỉ chỗ trung bảng á. Ừ. Bài mấy cái bài nhị thức này chỉ có lắp công thức thôi đúng không? Trong mỗi một cái phần nhị thức này nhá, thì các bạn chỉ cần xác định được là gì? N bằng bao nhiêu này?
đúng không? Đấy, n bằng hỏi chấm này, p bằng hỏi chấm này, tức là cái p đề bài cho bằng bao nhiêu này. Từ p thì mình sẽ suy được ra q này, đúng chưa? Đấy, từ p mình sẽ suy được ra q. Ô, sao tự dưng nó lại thành này? Nó là cái gì mà tự dưng nó lại thành dấu hỏi ngược thế này anh biết. Đúng không? Thế xong rồi khi mà mình biết được nó là nhị thức rồi thì mình chỉ còn muộn gì đến tận 2 tiết đi. Và mình chỉ cần biết là đề bài nó hỏi cái gì là được, đúng chưa? Và chỗ này nhá, khi làm bài với ba cái bài đầu mình phải rất cẩn thận giấu bằng ở đâu nhá. Cô thấy rõ ràng là lớp này thì cô mới xem được có 1-2 bạn thôi, nhưng bên lớp Việt Anh nhá, rõ ràng là ví dụ bài 2 này, chỗ này là dưới một nửa này. Đấy, dưới một nửa có nghĩa là x nhỏ hơn 5. Thế nhưng đến lúc cộng thì cứ sigma n chạy từ 0 cho đến 5 là nó sẽ bị sai. Cho nên dưới một nửa nhỏ hơn thì nó sẽ không có dấu bằng, nó chỉ chạy đến 4 thôi, đúng chưa? Chỗ này cũng thế, dưới một nửa có nghĩa là nó chỉ chạy đến 9 thôi. Anh cộng, anh chỉ được cộng đến 9 thôi. Anh lại cộng gì mà cộng đến tận 10 nữa thì là chắc chắn là sai rồi. Được chưa? Cho nên là chú ý, đối với ba bài đầu tiên, dấu bằng ở đâu rất là quan trọng. Còn đối với lại cả những cái bài phía dưới này này, bắt đầu từ bài 7.4 trở đi, nó là phân phối chuẩn, tức là nó là anh liên tục đấy, thì dấu bằng hay không có dấu bằng lại không quan trọng. Được chưa? Bài 7.4 nhá. Bài 7.4 ở đây là cho luôn cái anh này là đường cong chuẩn, đúng không? Tiêu chuẩn luôn rồi. Đây, tính giá trị Z có nghĩa là tiêu chuẩn luôn rồi. Cho nên chỗ này là mặc nhiên tra bảng luôn mà không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên này, câu A thì các bạn được quyền tra bảng luôn, nhưng câu B các bạn phải trình bày ra giống như hôm làm ví dụ trên lớp của trình bày chứ. Bên phải của Z chứ phải bên trái đâu, đúng không? Thì bạn phải viết là 1 trừ hay là như thế nào. Chỗ này nằm giữa hai cái thì mình cũng phải viết rõ chứ. Chỉ viết mỗi kết quả không thì nói chuyện làm gì. Được chưa? Bài 4 câu D có bạn nào băn khoăn hay hỏi gì không? Bài 4 câu D các bạn làm thế nào? Viết kết quả không là cô trừ điểm đấy nhá. Viết kết quả không thì có nói chuyện gì đấy là đáp án. Giáo viên mới được làm thế. Sinh viên phải trình bày cách làm của mình ra chứ. Anh Thành Hưng, bài 4 câu D anh làm thế nào? Thành Hưng đâu? Ừ, đúng rồi. Bài 4 câu D ấy, anh làm thế nào với bài 4 câu D? Chia kiểu gì? Anh chia kiểu gì? Đây, đề bài người ta đang bảo là P của, đúng không? P của này, trừ Z này, nhỏ hơn này, Z lớn này, xong lại nhỏ hơn Z này, bằng 0.95. Anh chia miền kiểu gì? Anh bảo chia miền thì anh chia kiểu gì? 4 câu D. Anh chia thế nào? Cái xác suất này bây giờ anh viết thành gì? Ừ. Rồi sao nữa? Tổng 3 cái bằng 1 thì sao? Thì có vấn đề gì xảy ra? Tức là đây anh sẽ viết như này. P của
Z nhỏ hơn trừ Z0. Đúng không? Cộng với B của Z lớn hơn Z0. Tức là tôi viết ở đây là Z chứ không có Z0. Đúng chưa? Cộng với bên trên. Ba cái này cộng lại với nhau bằng 1. Rồi sao? Bằng 1. Rồi sao anh? Ừ, thì đây, bây giờ đây tôi đang viết đây cái hình hay là bằng lời thì nó thế mà. Anh vẫn phải trình bày để cho người khác hiểu được chứ. Tổng 3 cái bằng 1 thì sao? Đấy, tôi đang mô tả lại đúng những gì anh nói, còn gì nữa, anh chia thành 3 miền đúng không? Thì sao, rồi dẫn đến chuyện gì xảy ra? Nên là sao? Ừ, đúng rồi. Đấy là do tính đối xứng. Z lớn hơn, tức là anh nhận thấy rằng là hai cái này bằng nhau, đúng không? Cái phần xác suất này và phần xác suất này là bằng nhau. Ừ. Rồi sao? Thì dẫn đến chuyện gì? Xong lại quy về tổng, lại tổng nào nữa? Anh có thấy nó bị rườm rà? Ừ. Tức là hai cái này bằng nhau, dẫn đến là cái P của Z nhỏ hơn trừ Z là bằng bao nhiêu? Mong anh ra cái này. Cái này bằng bao nhiêu? Ừ, bằng bao nhiêu? Anh đọc đi, bằng bao nhiêu? Anh tính được cái đấy bằng bao nhiêu? Đây, anh ấy lập luận là như thế này. Do tính đối xứng. Ừ. Do tính đối xứng, đúng không? Nên cái này sẽ bằng với lại cả cái này. Rồi gì nữa? Ừ, cái này bằng 0,25. 0,025. Đúng chưa? Bởi vì hai cái này bằng nhau và tổng của nó bằng 0,05 mà. Cái này là bằng 0,95 rồi, cái anh này này là bằng 0,95 rồi. Cho nên hai cái còn lại này là bằng 0,05, vậy mỗi một cái là bằng 0,25 rồi. Xong tiếp anh làm gì? Anh tra ra trừ Z à? Hay là anh còn làm gì nữa? Tra ra trừ Z hay là làm gì? Ờ, tra luôn đúng không? Ừ, đấy là một cách nhá. Thế sao anh không dùng luôn cái tính đối xứng của cái thằng này luôn? Cái trừ Z cho đến Z này này. Việc gì anh phải đi thêm hai cái này vào làm gì cho nó phức tạp ra? Đúng không? Anh đấy, anh nhìn vào cái này luôn nhá. Bản thân anh cũng biết là nó có tính đối xứng. Đúng không? Cái đồ thị của mình đối xứng này, nhận cái x bằng nguy là điểm cao nhất này, nhận cái x bằng nguy là đường trung bình này. Anh này là phân phối tiêu chuẩn, cho nên nguy bằng 0, sigma bằng 1. Đúng không? Vậy dùng thẳng trực tiếp cái này luôn, việc gì phải thêm hai cái vào xong lại bớt hai cái đi rồi tính lòng vòng. Đúng không? Dùng luôn cái này nhá. Nhưng mà cách của anh được đấy, không phải sai đâu nhá. Được. Đúng chưa? Vẫn là do tính đối xứng này. Cái này của mình chính là bằng hai lần, đúng không? Từ trừ Z cho đến Z thì rõ ràng nó sẽ bằng hai lần từ 0 cho đến Z, còn gì nữa? Đúng không? Cho nên chỗ này sẽ bằng hai lần này. Vẫn là cái
cái của mình, nhưng chỉ có điều là bây giờ nó chạy từ không thôi, đúng không? Chạy từ không đến Z, thay vì mình sẽ làm như thế. Tôi cứ tưởng anh tách ra, anh chèn hình vào là anh chèn cái điểm không vào đây, nhưng anh cũng không chèn điểm không mà anh làm thế này. Như thế này cũng được, không vấn đề gì cả. Tức là anh ấy vẽ hình ra thì nó sẽ như này. Nhưng mà chỉ có điều là trông nó rất là lòng ngoằng thôi, đúng không? Cái đồ thị của mình nó như này chẳng hạn. Đây, ví dụ Z đây, trừ Z đây, nó đối xứng đấy nhá. Chẳng qua là mình vẽ nó không đối xứng thôi, chứ còn nó đối xứng đấy nhá, đúng không? Trừ Z này, còn đây sẽ là Z này. Đấy, thì anh ấy sẽ thấy là anh đi lấy đối xứng, nhưng mà anh lấy đối xứng hai cái phần ngoài này. Anh ấy thấy hai cái phần ngoài này bằng nhau, đúng chưa? Đấy, tổng hai cái phần ngoài này thì là bằng 0,5, cho nên mỗi một cái phần gạch chéo sẽ là 0,25. Và anh ấy sẽ đi tính cái Z nhỏ hơn trừ Z này là bằng 0,25. Cũng được, không sao cả, đúng chưa? Cái này là 0,25, cái này là 0,25, và cái ở giữa này là 0,95. Đấy. Đấy là cái cách của anh ấy. Được, đúng không? Còn ở đây có một bạn khác, bạn ấy sẽ làm như này. Đây, lấy cái anh này là không này, nó bao giờ nó cũng đối xứng qua không này. Vậy thì rõ ràng là, rõ ràng là cái phần trắng này này sẽ bằng cái phần xanh, nhưng mà được gấp đôi lên, đúng không? Điểm của mình ở đây sẽ là không, không sẽ là trung điểm chứ còn gì nữa. Vậy thì thay vì tôi tính từ trừ Z đến Z, tôi chen cái điểm không vào đây, tôi tính từ không đến Z, tôi gấp đôi lần lên, đúng không? Thì nó sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn mà mình đỡ phải lập luận dài dòng như trên này. Lúc này mình áp dụng trực tiếp vào tại cái Z nhỏ hơn không này là mình biết rồi. Cái này nó sẽ tương đương với gì? Tương đương với cái chuyện là, tương đương với cái chuyện là P từ 0 cho đến Z nó sẽ chỉ bằng bao nhiêu thôi? P từ 0 cho đến Z chia đôi ra nó sẽ bằng gì đấy? 0,475 à? Đúng nhá? Đấy, và từ đây mình áp dụng giống như cái câu C. Câu C như thế nào đây này? Ở giữa 0 và Z thì đây cũng là giữa 0 và Z này, đúng chưa? Tôi sẽ suy được ra cái này sẽ là P của Z nhỏ hơn Z này, trừ cho này, P của Z này nhỏ hơn 0 này, đúng chưa? Bằng này 0,475 này, đúng không? Đấy, và từ đây tôi suy được luôn ra cái anh, suy được luôn cái P của Z nhỏ hơn Z. Thì thực ra là nó như nhau thôi, bằng 0,975 này, đúng chưa? Và từ đây tra được ra Z bằng, đấy, cũng được. Dùng thế nào cũng được nhé, không vấn đề gì cả. Sau này khi các bạn làm bài ấy, đến phần ước lượng với phần kiểm định đấy, chính là cái bài toán D này của mình đấy nhé, chính là câu D của mình đấy. Chỉ có điều là cái phần mà 95 này người ta sẽ thành 98%, 99%, tức là người ta sẽ đi tìm một cái khoảng, đúng không? Mà để làm sao cho đấy cái sai số của mình nó chỉ nhỏ nhỏ hai bên rìa này thôi. Còn lại cái đúng của mình nó sẽ nằm ở đây, tức là tầm khoảng 90 cho đến 99%. Được chưa? Và mình đi tìm cái Z này. Đấy, tìm cái Z này. Sau khi mình tìm Z rồi, mình có x ngang được thì mình sẽ ra được mu. Đây chính là cái bài 4 câu D này, chính là những cái bài toán ước lượng và kiểm định sau này của mình. Chỉ có điều là ở ước lượng, ở kiểm định nó sẽ rút thẳng ra công thức và các bạn chỉ còn thay vào để tính thôi. Chứ còn bản chất nó sẽ chính là câu D này đây này. Bản chất chính là đi tìm cái miền để mà xác suất đúng của nó đạt lên tới 95%. Còn những cái sai thì nó sẽ chỉ còn 0,5% hoặc 0,1%, đúng không? Hoặc là rất nhỏ, 0,02%. Còn lại những anh đúng là nó sẽ rơi vào cái khoảng trắng ở giữa này. Thì nó chính là bài 4 câu D của mình đấy. Chỉ có điều là bài 4 câu D là nó hỏi mỗi thế này thôi. Còn sang những bài khác thì nó sẽ hỏi khác đi. Bài 5 này. Bài 5 của mình thì nó giống như là bài 4, đúng không? Chỉ có điều là bài 5 thì người ta cho cái mu và cho sigma.
Đấy, bài 5 cho mu và cho sigma thì các bạn phải có một phép đổi biến. Còn lại nó giống y như bài 4, không sai tí nào cả. Đây là bên trái 15 này. Cái này là cha xuôi cha ngược này, đúng không? Đây cũng thế này, nhưng mà đẩy lại thành lớn hơn này. Đây là kẹp giữa này. Vậy bản chất nó là bài 4. Bản chất nó là bài 4 nhưng bài 5 phải đổi biến. Vì đổi biến cho nên chắc chắn sẽ có những chỗ các bạn tính sẽ bị sai, đúng không? Sai là do trong quá trình tính toán nên là nó sai. Thế còn bạn nào cẩn thận thì nó sẽ không sai. Bài 6 có gì thắc mắc nhỉ? Bài 6 đơn giản thì có gì thắc mắc đâu. Bài 6 này. Một luật sư đi làm hàng ngày từ nhà tới cơ quan. Cái này đẩy lại thành một sinh viên đi học đi, đúng không? Từ nhà tới trường, thời gian trung bình đi một lần là 24 phút. Đấy. Biết là 24 phút mới đến được trường, thế nhưng mà 7 giờ vào lớp, nhưng mà 7 giờ kém 20 mới ra khỏi nhà. Thế thì xác suất mà đi muộn là điều cao, là điều chắc chắn rồi còn gì nữa. Nhưng biết nhưng mà cứ mặc kệ, đúng không? 7 giờ kém 20 ra khỏi nhà là mừng rồi. Có khi là tận 7 giờ kém 15 mới ra khỏi nhà. Có khi 7 giờ kém 5 vẫn còn đang gặp vấn đề với hai cái mắt, đúng không? Không mở được ra để mà đến trường. Cho nên là các bạn thích học online hơn là vì như thế mà. Học online thì là 7 giờ vào lớp, đúng không? 7 giờ kém 5 có khi vẫn còn đang say sưa giấc nồng chứ cần gì dậy đâu. Độ lệch chuẩn là 3,8 phút. Vậy là 24 này sẽ đóng vai trò là gì đây các bạn? 24. Độ lệch chuẩn. 24 là cái gì đây? Anh Huy. 24 là gì? Ừ, đúng rồi. Anh Huy, 24 là gì? Ừ. Lúc này lại phút đi đâu hai anh rồi. Huy đâu rồi? Gọi không trả lời nữa nào. Cho anh ấy ra cho nó hết. Ờ đấy, đang định kích anh ra. 24 là cái gì? 3,8 là cái gì? Ừ. 24 là Huy. Ừ. 3,8 là cái gì em? Ừ, 3,8 là sigma. Vậy câu A hỏi như này là hỏi cái gì? Câu A hỏi cái gì? P của cái gì? Anh Huy, P của cái gì? Xác suất bằng bao nhiêu thì một lần đi mất ít nhất 1/2 giờ? Tức là hỏi cái gì ở chỗ đấy? Câu này dịch bị ngang thế nhỉ? Anh Huy hỏi cái gì đây đấy? Anh làm bài tập bài này chưa? Ừ. Giờ P đúng rồi. Ít nhất có nghĩa là x lớn hơn gì đấy? Hoặc là gì? Hoặc là bằng 30. Đúng chưa? 30 là 30 phút đấy. Vậy tính xác suất ra, cái này là đang là lớn hơn hoặc bằng thì bây giờ cái này sẽ phải đẩy về thành là 1 gì đấy? 1 trừ cho gì? P của x nhỏ hơn gì đấy? 30, đúng chưa?
sau đó lại đổi biến này, đổi cận này, đúng chưa? Đặt về Z để tra bảng này. Cho nên là câu A này chắc là không bạn nào sai. Câu B nào, câu B là hỏi cái gì nào? Nếu cơ quan anh ta mở cửa lúc 9 giờ sáng và anh ta rời nhà lúc 8 giờ 45, đấy, biết là mình đi trung bình mất 24 phút, đúng không? Nhưng mà 8 giờ 45 mới ra khỏi nhà, đấy. Thế thì xác suất nó chả cao, xác suất chả 100% chứ, đúng không? Thì số ngày anh ta đi muộn chiếm bao nhiêu phần trăm? Vậy là hỏi cái gì ở chỗ này? Đi muộn có nghĩa là anh ta cần phải đi hơn bao nhiêu phút đấy? Đúng rồi, hơn 15 phút đúng không? Cứ hơn 15 phút là muộn. Có nghĩa là chỗ này hỏi P của X lớn hơn bao nhiêu? 15. Đúng chưa? Đúng rồi, hỏi X lớn hơn 15. Lại giống như bên trên 1 trừ. Đúng chưa? Nhưng mà làm bài này chắc chắn nó phải ra đến trên 90%. Có khi đến 99% cũng lên đi chứ, đúng không? Trung bình là 24 phút mà đây tận 8 giờ 45 mới ra khỏi nhà. Thế cho nên các anh cũng cứ ứng dụng vào cuộc sống của các anh thôi. Đi từ nhà đến trường mất 5 phút đúng không? Nhưng mà lại cứ 9 giờ chuông rồi, 9 giờ vẫn còn đang đủng đỉnh từ cổng trường còn mua thêm gói xôi nữa. Xong thì trong lúc mua gói xôi lại gặp em xinh gái lại phải đứng nói chuyện một tí nữa. Thế nó chả muộn. Xong lại vào lại đổ cho là mặc dù đi bộ em kẹt ở chỗ gửi xe cô ạ. Đấy. Đúng không? Tiếp này, câu C này. Nếu anh ta rời nhà vào lúc 8 giờ 35 và tại cơ quan cà phê, chỗ này bỏ chữ chỉ, được phục vụ từ 8 giờ 50 đến 9 giờ sáng thì xác suất để một lần nào đó anh ta không được phục vụ cà phê là bao nhiêu? Anh ta đến sớm có được phục vụ cà phê không? Đúng rồi, có, vẫn được phục vụ chứ, lúc đấy vẫn ở cơ quan thì vẫn được phục vụ chứ. Cho nên chỗ này chỉ cần x lớn hơn 25 thôi. Chỗ này chỉ x lớn hơn 25 thôi nhá. Lúc đấy anh ta vẫn đang ở cơ quan thì anh ta vẫn được phục vụ cà phê như bình thường, như có gì đâu. Cho nên chỗ này chỉ là P của x lớn hơn 25. Câu D nào, câu D là hỏi cái gì đấy? Tìm xác suất để có 2 trong 3 hành trình tiếp theo anh ta đi hết ít nhất 1/2 giờ. Vậy mình nhìn thấy cái cụm đi hết ít nhất 1/2 giờ này, nó giống như cái cụm đi ít nhất phần 1/2 giờ bên trên. Bên trên mình có xác suất rồi nhá, đúng không? Mình đặt cái này là P đi. Vậy thì ở đây là mình có 3 hành trình tiếp theo, đúng không? Vậy là nghĩ tới cái phân phối gì đấy? Nhị thức, đúng không? Có 3 hành trình tức là N bằng 3. Tìm xác suất để có 2 hành trình. Thay vì mình ngồi liệt kê thì mình áp dụng cái nhị thức vào đây. Nhị thức ở đây là với N bằng mấy? N bằng 3. P ở đây chính là bằng cái PA bên trên, tức là P của câu A ấy, đúng không? Câu A tính ra bao nhiêu thì cái xác suất nó là bấy nhiêu. Và x ở đây chính là bằng gì? X ở đây chính là bằng 2. Vậy thì áp dụng công thức vào đây chính là P tại x bằng gì đấy? Bằng 2, đúng không? Áp dụng đúng công thức nhị thức vào thì nó sẽ ra thôi. Đây nó gọi là lồng xác suất trong xác suất. Nên là nhiều anh sẽ thấy chỗ này nó cảm giác nó hơi phức tạp một tí. Còn nếu mà phân tích rõ ra thì sẽ thấy rất là bình thường mà. Đây có ba lần đi tiếp theo, đúng không? Ba lần đi tiếp theo. Thì nếu mà anh không thì anh ngồi liệt kê ra. Lần 1 đi hết từng này, lần 2 đi hết từng kia, lần 3 đi hết từng kia thì lúc đấy nó sẽ mất thời gian. Thì ở đây mình dùng luôn cái này là sẽ bằng 3C2, thấy các bạn làm được mà. Sao với P đúng không? P cái PA đấy. P ở câu A ấy. Cô viết là PA nhá. Mũ gì ra? Mũ 2 đúng không? Xong rồi nhân với lại cả 1 trừ PA.
mũ 3 trừ 1 nhưng mà bây giờ trở thành là mũ 1 luôn. Đúng chưa? Thì sẽ ra được kết quả bằng ngay kết quả. Tương tự như thế với bài 7, bài 6 làm rồi thì bài 7 cũng thế thôi. Nhưng bài 7 nó có những cái sấp xỉ thì các bạn cứ làm tròn nó lên xong rồi các bạn tra bảng thôi. Đây cái này tuân theo phân phối chuẩn này. Đây lại có trung bình đây. Đúng không? Trung bình là 1,15 này. Độ lệch tiêu chuẩn là 12 này. 1,15 và 12 này. Đúng chưa? Nếu trường đại học yêu cầu chỉ số IQ phải đạt ít nhất là 95 thì có bao nhiêu sinh viên bị loại? Vậy nó bị loại khi nào? Đúng không? Nó bị loại khi nào? Khi P của nó là như nào đấy? X nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 95 đúng không? Ít nhất là phải bằng 95, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 95 thì sẽ không bị loại. Thế còn nhỏ hơn thì sẽ là bị loại. Vậy quay trở về tính cái xác suất này đi. Các bạn tính cái xác suất này xong thì các bạn nhân với 600 thì nó sẽ ra số người. Được chưa? Bởi vì cái xác suất này chính là bằng n nhỏ, tức là bằng số người bị loại, chính là bằng n nhỏ trên n lớn còn gì nữa. Trên n lớn và n lớn ở đây là bằng 600. Đúng chưa? Thế thì sau khi có xác suất này nhân lên thì sẽ ra n nhỏ thôi. Cho nên nó ra số lẻ chứ không thể nào số chẵn được đâu. Trong tính toán làm sao mà số chẵn được. Còn khi các bạn tính xong, các bạn nhớ là lên làm tròn lên, đừng làm tròn xuống. Bởi vì phải có 28,5 người bị loại. 28,5 người bị loại thì phải thành 29 người chứ. Đừng để 28,5 nhé. Còn ai hỏi bài nào nữa không? Tức là các bạn sẽ thấy là gì? Nếu như mà mình ở trên lớp mình nghe giảng nhé. Nghe giảng nhé. Đàng hoàng tử tế có ghi chép bài thì đến lúc cái bài tập của mình làm ấy, nó rất là gần với cái bài giảng. Đúng không? Nó rất là gần. Nó không có gì xa xôi hay là phức tạp gì cả. Chỉ có điều là đọc câu chữ cho nó rõ ràng ra thôi. Nhưng không có gì khó cả. Hôm nay sẽ không có bài tập. Sang buổi sau mình sẽ học ước lượng. Ước lượng là mình sẽ có hai bài ước lượng. Bài đầu là sẽ là ước lượng trung bình một mẫu, xong rồi ước lượng trung bình. Sang bài sau là sẽ là ước lượng hai mẫu và ước lượng tỷ lệ. Tức là mình sẽ có mỗi một bài đấy là mình sẽ có rất là nhiều công thức. Tầm độ tất cả các bài ước lượng là mình sẽ có 8 công thức. Tương đương như thế thì có 8 bài kiểm định sẽ là có 8 công thức nữa. Xong đó là sang đến nốt bài cuối dự báo là sẽ hết. Còn ai hỏi gì nữa không? Kiểm tra giữa kỳ thì chưa làm được đề để kiểm tra giữa kỳ. Đợt này xong thì sẽ kiểm tra giữa kỳ luôn. Không kiểm tra 10 phút nữa. Đợi sang ước lượng thì kiểm tra 10 phút. Để đang làm đề kiểm tra cho các bạn. Kiểm tra giữa kỳ khoảng độ 30 phút thôi nha. 30 phút cho các bạn 20 câu. 30 phút 20 câu là được đúng không? 50 phút thì nó lâu quá. 50 phút này. Ừ, trắc nghiệm chứ. Vẫn trắc nghiệm thi trên LMS đấy. Trắc nghiệm chứ làm tự luận chấm lâu lắm. 50 phút 20 câu thì có mà 50 phút 20 câu thì câu sẽ khó và dài. Bởi vì 50 phút 20 câu thì dẫn đến chuyện các bạn hay gì lắm. Hay chép bài của nhau. Cho ngắn và cho nhiều câu để cho anh nào anh đấy tập trung vào làm bài. Còn sau này điểm thấp hay điểm cao thì nhân hệ số sau. Lo gì? Xem thực lực của các anh thế nào. Chứ còn cho các anh 50 phút 20 câu, xong rồi có anh làm 20 phút, xong 30 phút sau anh ngồi anh đi quăng đáp án cho cả lớp ấy, không được. Còn điểm cao điểm thấp sau này tính sau. Lo gì? Phải để xem các anh nắm được bài đến đâu. Còn ai hỏi gì nữa không?
Lớp này càng càng ngày thì xem là anh nào bỏ. Sáu mốt bây giờ còn 59. Thôi ta nghỉ nhá, về sau thì ta tiếp.